Ở trong lá thư gửi thì viết thế này: Xin cha vui lòng giải thích cho chúng con được biết một trường hợp như sau. Là một vị linh mục có được phép uống rượu lễ mà không tham dự vào thánh lễ đồng tế không? Chúng con nhận thấy vào các chiều thứ tư thánh lễ giáo lý có một cha khách đến phụ giúp cho giáo dân rước lễ và sau đó lên bàn thờ dọn dẹp và uống rượu thánh rồi về phòng thánh. Tôi xin thưa với anh chị em và cách riêng là cho vị nào có cái thắc mắc đó thế này, là khi mà dâng thánh lễ đó, sau khi có bài giảng rồi nhé, linh mục trở về bàn thờ và bắt đầu linh mục dâng bánh, sau đó thì linh mục mới cầm chén, hai chú giúp lễ mới đem rượu này, nước, linh mục mới đổ rượu vào chén, rồi đổ một tí nước nữa, và vừa đổ thì lại vừa thầm thì đọc cái câu: Nhờ mầu nhiệm nước và rượu này, xin cho chúng con được thông phần thiên tính của Đấng đã chia sẻ nhân tính với chúng con. Thế sau đó rồi thì linh mục trở về giữa bàn thờ và dâng rượu. Bánh và rượu đó, khi mà linh mục đọc lời truyền phép, thì có còn phải là bánh và rượu không? Chắc chắn là ai cũng biết rồi, không còn phải là bánh và rượu nữa, mà là đã trở thành mình máu Chúa Kitô. Mình cũng như máu Chúa Kitô, chúng ta được mời gọi để rước lấy. Thế nhưng mà trong thực tế thì anh chị em thì chỉ có được rước mình thánh thôi, chứ còn máu thì không có. Cho nên lắm người thì cũng so bì vào thì các cha thì lời quá, ngày nào cũng uống máu thánh Chúa cả mà tôi thì chả được gì. Thì thực sự là tất cả chúng ta đều được mời để mà đón lấy mình và máu Chúa Kitô hết, nhưng chỉ vì cái lý do mục vụ, như cả nhà thờ của mình ngày thường thôi mà đông như thế này. Giờ nếu mà ta cứ rước lễ máu thánh đàng hoàng đó thì anh chị em tưởng tượng là đến mấy giờ tối mình mới về đến nhà. Cho nên lâu lắm. Và vì thế chỉ trong những cái dịp đặc biệt, chẳng hạn như là lễ cưới, hoặc là lễ khấn, hoặc là một dịp nào khác, thì tất cả chúng ta hoặc là những người đặc biệt ở trong thánh lễ đó mới được rước không những mình mà cả máu thánh Chúa nữa. Đấy là chưa nói đến cái cụ thể nhất là lấy rượu đâu. Đâu có dễ đâu. Tôi làm linh mục mà một năm đó được có 8 chai à. Mà mỗi chai nó đâu có đủ 1 lít. Chỉ có 3/4 lít thôi. Cho nên nhìn cái chén thì to chứ còn rót vào có tí tị. Không ăn thua gì. Làm sao mà đủ được. Tất cả chúng ta đều được đón nhận mình máu thánh Chúa hết, nhưng mà vì hoàn cảnh mục vụ thôi, và vì thế chỉ có linh mục là rước mình và máu thánh Chúa luôn. Thế thì khi mà trao mình thánh Chúa cho anh chị em giáo dân xong rồi đó, mà linh mục lên, người giúp lễ đem một tí cái chai gì đó ra, thì không phải là rượu đâu. Đâu có đợt hai. Không phải rượu, mà là nước đấy. Nước thôi. Nước mục đích là để cho linh mục đổ vào chén và gọi là tráng chén. Vì sau khi mà cho anh chị em rước lễ rồi thì có thể có những vụn bánh thánh còn ở trên đĩa, cho nên là tôi cho vào trong chén tất cả, rồi người giúp lễ mới đem nước ra mình đổ vào đó tráng cái chén cho nó sạch sẽ lịch sự đối với Chúa, chứ không có rượu đợt hai đâu. Cho nên là ta yên chí lúc đó là không có vấn đề rượu thánh hay là rượu lễ gì cả, mà chỉ là đem nước ra để tráng chén thôi. Thế tôi nghĩ rằng như thế thì chắc cũng đã đủ, bởi vì cái cơ bản đó là không phải rượu mà là nước, thì mình thấy nó rõ cái chuyện đó thì chắc là đủ rồi. Còn chiều thứ tư thì thực sự anh chị em cũng thấy là tôi chỉ nhắm có mỗi cái điều là ích lợi cho anh chị em giáo dân thôi. Chứ còn thực sự có một mình tôi trao mình thánh Chúa thì cũng chả sao.
Một nhân vật thứ hai mình có thể nói tới là một triết gia người Đức, Nietzsche. Ông ta lý luận rằng con người ta bạc nhược lắm, yếu đuối lắm. Thế cho nên con người ta không tự tin vào chính mình, mà người ta lại phải đi nương tựa vào một ông Thiên Chúa. Và vì thế, ngày hôm nay mà muốn cho con người được lớn lên là phải giết ông Thiên Chúa đó đi. Cho nên Nietzsche là một triết gia danh tiếng với cái câu tuyên bố rằng Thượng Đế đã chết. Thượng Đế đó phải chết đi thì con người mới lớn lên được. Thượng Đế đó phải nhỏ đi thì con người mới vươn cao. Cái hình ảnh về Thiên Chúa là cha mà mình tuyên xưng đó, đối với ông ta lại là một cái hình ảnh giam giữ con người trong tình trạng bạc nhược. Cho nên ông ta nói Kitô giáo là một thứ tôn giáo của những kẻ nhu nhược, yếu đuối, sợ hãi. Và một nhân vật thứ ba nữa mình phải nói tới, tôi không dám nói tên nhưng mà rất là quen. Cái nhân vật đó chủ trương anh chị em đã từng nghe rồi, con người ta có đầy đủ tất cả những khả năng á, thế nhưng mà vì không có tự tin vào chính mình, thế cho nên là phóng tất cả những khả năng ấy vào một đấng ở ngoài mình mà mình gọi là Thiên Chúa, Chúa khôn ngoan, Chúa nhân lành, Chúa hiện diện ở khắp mọi nơi, Chúa có đủ các thứ phẩm tính tốt đẹp, mà thực sự là của mình. Mà mình không tự tin thì mình phóng vào một ông ở ngoài không có, để rồi mình thờ lại. Và một người khác dựa trên cái tư tưởng và lý luận triết học đó để áp dụng vào trong lịch sử, nói rằng khi mà trong xã hội có cái cảnh người bóc lột người, thì cái anh mà bị bóc lột đó là anh mà nuôi nhiều ước vọng nhưng mà lại không thực hiện được cái ước mơ của mình, và vì thế mới phóng cái ước mơ đó vào một cái cõi ở ngoài mình gọi là thiên đàng, vào một đấng ở ngoài mình gọi là Thiên Chúa. Cho nên tôn giáo nó xuất hiện trong cái cảnh người bóc lột người, và khi nào mà không còn cảnh người bóc lột người nữa, đương nhiên là tôn giáo nó sẽ biến mất, rất là thoải mái, không có vấn đề gì phải lo. Tôi gọi lại một vài cái khuôn mặt như thế, mục đích là để anh chị em và các bạn thấy này. Chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa là cha, mình thấy không có vấn đề gì hết. Nhưng mà không phải ai cũng nghĩ như mình đâu. Và chính vì vậy mà ta phải đi tìm lại cái lời tuyên xưng Thiên Chúa là cha gắn với lời tuyên xưng Thiên Chúa là tình yêu. Thì trước hết là ở đây, chúng ta sẽ khởi đi từ cái mà ngôn ngữ chuyên môn gọi là ngôn ngữ như nhân trong Thánh Kinh. Cái tiếng này không biết anh chị em có nghe quen không? Người Pháp nó gọi là anthropomorphisme. Nó bởi hai cái từ Hy Lạp, anthropos là con người, và morphe là cái hình thái. Anthropomorphisme có nghĩa là cái hình thái theo kiểu loài người. Chúng ta nói về Thiên Chúa mà là dựa vào cái hình thái của loài người. Và ở đây những gì mà tôi gợi cho anh chị em đó là tôi dựa vào cái thông điệp của Đức Giáo Hoàng Mulieris Dignitatem, phẩm giá phụ nữ, là cái thông điệp mà Đức Giáo Hoàng ban hành kết thúc năm Thánh Mẫu, và ở trên thế giới người ta khen cái thông điệp đó lắm ạ. Thế thì ở trong đó Đức Giáo Hoàng nói với chúng ta rằng con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, giống Chúa. Và vì thế, giữa Chúa và mình có một cái mà ngôn ngữ chuyên môn gọi là tương tự. Và vì thế, mình có thể nói về Thiên Chúa một cách loại suy. Tức là ta khởi đi từ những gì trong kinh nghiệm sống của con người để mà ta nói về Thiên Chúa. Cho nên khi mình đọc Thánh Kinh đó, ta mới thấy là Chúa đi tản bộ trong vườn địa đàng với gió chiều hôm hiu hiu thổi, rất là thơ mộng. Như thế là Chúa có chân à? Đi tản bộ mà. Xong có một chỗ khác nói rằng là Chúa là đứng hay ghen.
Thường thường cái chữ ghen là mình hiểu theo nghĩa xấu hay nghĩa tốt. Không chừng là sẽ có nhiều bà, nhiều cô lấy làm thích chí ở đây lắm. Bởi vì như thế là mình giống Chúa quá. Mình giống Chúa quá. Mà giống Chúa thì còn cái gì đạo đức bằng nữa. Chúa hay ghen. Thánh Kinh nói như vậy. Còn có một chỗ khác nguy hiểm hơn nữa. Nói là sừng người ngẩng lên trong vinh quang. Chúa đi, Chúa có sừng à? Hả? Anh chị em thấy đó, cái ngôn ngữ như nhân. Mình có quyền, Đức Giáo Hoàng nói một cách loại suy. Bởi vì giữa Thiên Chúa và chúng ta có một sự tương tự nào đó khi mà ta được tạo dựng theo hình ảnh của người. Nhưng mà đồng thời, mình phải ý thức được cái khoảng cách tuyệt đối giữa Thiên Chúa và ta. Như bài lần trước tôi có nói đó, Chúa là đấng hoàn toàn khác. Cho nên ở bên Đông Phương người ta có cái ngành thần học phủ định đó. Chúa là tình yêu, xác định như vậy, sau đó phủ nhận ngay. Nhưng Chúa không là tình yêu theo kiểu loài người đâu. Bởi vì giữa Chúa và mình có một cái khoảng cách rất xa. Khi mà chúng ta nắm được cái ngôn ngữ như nhân như vậy, thì bây giờ anh chị em nhìn vào Thánh Kinh, anh chị em sẽ thấy không những là Chúa tỏ mình ra như một người cha, lần trước ta đã nói, mà Chúa còn tỏ mình ra qua các ngôn sứ như một người mẹ nữa kìa. Có những câu rất là thấm thía. Chẳng hạn Chúa nói, có người mẹ nào mà nỡ quên con, đứa con mà mình đã cưu mang 9 tháng 10 ngày. Nhưng mà cho dẫu người mẹ đó có quên con đi nữa thì ta cũng không quên ngươi đâu. Và ở một chỗ khác Chúa nói với dân Israel rằng ta sẽ ôm ngươi vào lòng, sẽ bế ngươi trên sườn và sẽ nâng niu trên đầu gối. Hình ảnh của một người mẹ, Thiên Chúa tự ví mình như thế. Và hơn nữa, Thiên Chúa còn tự ví mình như một người chồng nữa kìa. Anh chị em đọc sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a sẽ thấy Chúa nói với Israel rằng các ngươi là đồ đĩ thoã. Cái từ rất là thẳng thừng. Đồ đĩ thoã. Xin lỗi, Giê-rê-mi-a còn nói thêm, các ngươi đi đánh đĩ với đủ mọi thứ gỗ đá. Nghĩa làm sao? Nghĩa là Chúa coi Israel như là một người vợ vậy. Vậy mà cái cô vợ này lung tung quá, bỏ chồng đi lung tung, rồi lại còn đi với gỗ đá nữa, tức là các thứ ngẫu tượng của dân ngoại đó. Họ tạc tượng thần bằng gỗ, bằng đá. Cho nên Giê-rê-mi-a mới nói như thế. Và ở phía sau thì Chúa lại còn thêm, cho nên là ta sẽ gửi thư ly hôn với nó. Ly dị. Chúa cũng có lúc nóng máu lên đòi ly dị. Thành thử ra ở trong Thánh Kinh đó, Ngài không chỉ tự ví mình là người cha, mà Ngài còn tự ví mình như là một người mẹ và như một người chồng. Nếu bây giờ anh chị em mà lại bám vào cái ngôn từ đó, để rồi ta có thể đặt vấn đề, như vậy thì không biết là Chúa là đàn ông hay là đàn bà nhỉ? Cái đó thì căng đấy chứ đâu có phải đùa. Không biết là Chúa là phụ nữ hay là thanh niên không biết. Mình đặt vấn đề như thế là mình bám vào cái ngôn ngữ như nhân quá, mà mình quên mất rằng Thiên Chúa là đấng siêu việt tất cả. Và tất cả cái hình ảnh về người cha, người mẹ hay là vị hôn phu ở trong sách Nhã Ca diễn tả đó. Tiết đông đã qua, mưa phùn đã dứt, trăm hoa đua nở trên đất chúng ta. Hãy tiến lên bạn tình ơi, bồ câu ta, kiều nữ ta. Chúa rất là thi sĩ. Nói những cái câu có lẽ bây giờ có nhiều người làm thơ tình không hay bằng. Nhưng mà tất cả những cái hình ảnh đó đều quy về cái nội dung này này, là Thiên Chúa yêu thương con người. Thành thử ra, khi mà Thánh Gioan đưa ra cái định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu, thì là Ngài đã đi đến cái gì sâu lắng nhất, cái gì trọn hảo nhất nơi Thiên Chúa. Và khi ta tuyên xưng Thiên Chúa là cha,
mình sẽ không bao giờ được nghĩ về người cha đó là một người cha thống trị, người cha tước đoạt tự do, mà trái lại mình phải thấy đó là một người cha yêu thương. Và trong tình yêu thì có sự tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng tự do của nhau. Thế nếu mà không có tự do làm sao mà có tình yêu được? Như tôi vẫn nói với các bạn trẻ mà chuẩn bị làm lễ cưới ấy, là cái để làm nên bí tích hôn phối không phải là ông linh mục. Giả như bây giờ trong chiến tranh không có ông linh mục nào hết, cũng không có ông trùm, ông trưởng, ông biện, ông câu nào hết, chỉ có anh chị ở dưới hầm cá nhân thôi, vẫn làm phép hôn phối được. Bởi vì cái quan trọng là tình yêu của mình. Mà cái tình yêu đó thì nó giả thiết là phải có tự do. Chứ bây giờ mình dí súng vào cổ cô, mình bảo là cô có yêu tôi không? Một là lấy, hai là chết. Thế thì nó phải lấy chứ còn gì nữa. Nhưng mà đâu có thành bí tích hôn phối được. Trong tình yêu thì phải có cái sự tôn trọng tự do của nhau. Và Thiên Chúa tôn trọng tự do của mình. Cho đến mức độ mà anh chị em thấy đó, cái sự sống mà mình đang có đây là Chúa ban, mà Ngài chấp nhận để cho mình dùng cái sự sống này để mà chống lại Ngài khi mình phạm tội. Cái tôn trọng tự do đến thế chứ còn gì. Người cha đó không phải là người cha áp bức, người cha thống trị, mà là người cha yêu thương với tất cả tấm lòng của người cha, của người mẹ, của người chồng. Thì chúng ta xác định với nhau rõ ràng như thế đó, để rồi trong đời sống đức tin, tôi có gợi ý trong bài với anh chị em hai cái điểm mà tôi thấy là quan trọng. Cái điểm thứ nhất là khi mình tuyên xưng Chúa là tình yêu và đồng thời tuyên xưng Chúa là đấng chí thánh, thì mình phải thấy cái sự hoàn thiện của Chúa là hoàn thiện của tình yêu, chứ không phải là hoàn thiện của lê luật. Và cái điều đó nó sẽ âm hưởng ở trong đời sống đức tin của ta. Ông cha Leonardo Boff, một nhà thần học, có lần tôi có nói với các bạn trẻ ở đây, Ngài có cái ghi nhận rất là hay. Ngài bảo rằng khi mà ta đọc tin mừng đó, là mình thấy có hai khuôn mặt Giê-xu đối kháng nhau. Một bên là một Đức Giê-xu rất là nghiêm khắc. Cho dẫu những ông Pha-ri-sêu giữ luật tỉ mỉ đến đâu đi nữa thì cũng không bằng Đức Giê-xu. Bởi vì Ngài tuyên bố, nếu mà tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt phăng đi. Thà vào nước thiên đàng mà cụt tay còn hơn là đầy đủ cả mà xuống hỏa ngục ở. Hay là nếu mắt con nên dịp tội cho con thì móc mà quăng nó đi. Thì nói thật với anh chị em, nếu mà mình theo sát cái lời đó, có lẽ ở đây chúng mình mù hết. Bởi vì mình phạm tội bằng con mắt nhiều lắm. Nhất là cái thời đại video đen này thì nhiều lắm. Mù hết. Rất là nghiêm khắc. Hay là một chỗ khác thì Đức Giê-xu bảo rằng khi mà mắt anh nhìn một người phụ nữ với cái ý xấu là anh đã phạm tội rồi. Thế thì ông Pha-ri-sêu làm sao mà sánh được? Nghiêm khắc vô cùng. Nhưng mà một đằng khác thì lại là một Đức Giê-xu rất là nghệ sĩ tính, bất cần lề luật. Ngày Sa-bát là ngày quan trọng của dân Do Thái, vậy mà nghĩa là người tỉnh bơ thôi. Người chả cần giữ luật gì cả, rất thoải mái, mà lại còn biện hộ cho các môn đệ của mình. Thành thử ra có hai cái dung mạo Đức Giê-xu như thể đối kháng với nhau. Mà chính trong cái đối kháng ấy thì mình mới hiểu được sự hoàn thiện nơi Thiên Chúa là gì. Người ta chỉ có thể giải thích được hai cái đối kháng đó bởi tình yêu thôi, chứ không phải bởi lề luật. Lề luật, nếu mà đã chấp nhận giữ luật thì không thể nào mà chấp nhận phóng túng bỏ luật được, cho nên không lý giải được. Chỉ có tình yêu mới lý giải được, bởi vì tình yêu thì luôn luôn khoan dung, tình yêu luôn luôn nhân hậu, tình yêu luôn luôn thương xót, luôn luôn tha thứ.
mà đồng thời cái đòi hỏi của tình yêu thì là tuyệt đối. Tuyệt đối. Thiên Chúa hay ghen là ở chỗ đó đó. Cái ghen này là mình phải hiểu trong cái nghĩa của tình yêu. Tình yêu độc hữu. Chúa muốn là ta thuộc về Chúa trọn vẹn. Chứ không có cái kiểu mà tiên tri Elia nói là đi hai hàng. Hay là nhị tâm hai lòng. Mà là phải thuộc về Chúa một cách trọn vẹn. Một tình yêu độc hữu. Cho nên chỉ có tình yêu mới lý giải được những cái thái độ xem chừng ra đối kháng nhau nơi Đức Giê-xu Ki-tô. Và vì vậy, mình hiểu được cái sự hoàn thiện mà Đức Giê-xu nói ở nơi Thiên Chúa đó là sự hoàn thiện của tình yêu. Anh chị em biết là chữ thánh ở trong Cựu Ước đó, cái từ Hebrew nó gọi là Kodesh, có cái nghĩa là cắt đứt ra, là tách biệt. Thiên Chúa là đấng thánh, là Ngài tách biệt ra khỏi tất cả những cái gì phàm tục. Và vì thế, người Pharisêu người ta nghĩ rằng tôi muốn nên thánh thì tôi phải cắt đứt tôi ra, tôi phải tách biệt tôi ra khỏi những cái đứa tội lỗi, quân thu thuế với đĩ điếm này kia, tôi phải tách biệt tôi ra. Cho nên cái chữ Pharisêu mà dịch sát nghĩa ra tiếng Việt Nam có nghĩa là gì? Là nhóm tách biệt. Cái chủ trương như thế, nên thánh mà. Nhưng mà đằng này, Đức Giê-xu lại cho thấy cái thánh nó không phải ở cái chỗ mà tách biệt ra khỏi thế gian. Mà thánh là ở cái chỗ tình yêu. Tình yêu ôm lấy cả cái tội lỗi của thế gian. Yêu thế gian ngay trong cái tội lỗi của nó để cứu độ nó. Thiên Chúa là như vậy. Và vì thế, ngày hôm nay, khi mà mình bước theo Đức Ki-tô, mình nghe cái tiếng gọi, là anh em hãy nên chọn lành như cha của anh em trên trời là đứng chọn lành. Thì mình cũng phải hiểu cái sự chọn lành mà Chúa mời gọi đó là sự chọn lành của tình yêu. Tôi thấy cái điểm này quan trọng. Có những lần mà đi giúp tĩnh tâm cho những cộng đoàn nhà dòng, thì tôi có nói thành thật với lại các tu sĩ rằng nếu mà mình đi tu mà không có tình yêu thì hỏng mất. Bởi vì nếu mình đi tu mà mình không có tình yêu thì cái đời sống độc thân của mình nghĩa là cái gì? Nó sẽ là một cái sự trốn chạy cuộc đời. Nó sẽ là một cái thứ phủ nhận trách nhiệm. Không có nghĩa gì hết. Nhưng mà làm sao mình đi tu là mình phải có một cái tình yêu lớn hơn kìa. Phải có một cái trái tim lớn hơn. Chứ nếu mà mình không có cái tình yêu lớn hơn đó, thì cuộc đời của mình sẽ không có nghĩa. Và bởi vì cái bản năng phái tính, nó vẫn tiềm tàng ở trong con người của mình. Mà mình lại tự đầy mình vào cái cuộc sống độc thân, mà không có một tình yêu lớn hơn, thì lúc ấy nó sẽ xì ra những cái khác. Theo phân tâm học nó nói là bị uẩn ức đó. Thế rồi nghĩa là tìm cách là xì ra. Tôi không có vấn đề đàn ông đàn bà, thế thì nghĩa là tôi xì ra bằng cách là mê tiền bạc, mê danh vọng, làm affair, rồi thì hay là suốt ngày là chim với cá kiểng với hoa cảnh, không phải với tư cách nghệ nhân nhưng mà với tư cách của một kẻ chạy trốn cuộc đời mệt mỏi. Thế tôi thành thật thưa với anh chị em như thế đấy. Cho nên ở trong nhà đời tu cũng thế. Cái đích cao nhất là cái tình yêu. Cái động lực lớn nhất phải là cái tình yêu. Và trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Người giáo dân cũng thế. Tôi phải nói cái điều này là bởi vì sợ rằng mình giữ luật rất nhiều, nhưng mà mình không thấy cái điểm tới ở trong đạo Kitô là tình yêu. Thành thử ra mình sẽ giữ luật rất kỹ, nhưng mà giỏi lắm thì chỉ giống những ông Pharisêu thôi, chứ không thể nào thành môn đệ của Đức Giê-xu Ki-tô được. Mình phải thấy cái điểm tới nó là sự chọn lành của đức ái. Cái động lực nó cũng là đức ái. Và cái phương hướng dẫn mình đi cũng là đức ái. Cho nên tôi xin nhắc lại cái điểm gợi ý thứ nhất của tôi mà tôi nghĩ là nó cần cho đời sống đức tin của mình đó. Tức là phải thấy được nơi Đức Giê-xu cái sự hoàn thiện của Thiên Chúa và của cả chúng ta được mời gọi tới là sự hoàn thiện của lòng mến, của tình yêu. Và cái thứ hai,
Khi mà mình tuyên xưng Thiên Chúa là tình yêu, mình mới hiểu được Chúa là đấng toàn năng. Nhưng mà quyền năng của Chúa là quyền năng của tình yêu. Nói đến quyền năng là người ta dễ nghĩ ngay đến bạo lực, đến sức mạnh thể lý. Nhưng mà cái quyền năng của Chúa lại là quyền năng của tình yêu. Cho nên ta mới hiểu được người đến với ta trong những gì là đối nghịch với quyền năng nhất. Cái đứa trẻ sơ sinh nằm trong máng cỏ đó, nó mạnh hơn ai? Cái ông Giê-xu mà là tội nhân chịu đóng đinh trên thập giá thì thắng được ai? Trong tay không có một tấc sắt, thua mọi người. Nhưng mà chính lúc ấy Thánh Phaolô nói đó, quyền năng và sức mạnh của Thiên Chúa là ở đó đó, là ở tình yêu. Mình sẽ không thể nào mà hiểu được cái mâu thuẫn giữa quyền năng và yếu đuối nếu mình không thấy được cái tình yêu của Thiên Chúa. Nếu mà mình chỉ nhìn cái quyền năng theo kiểu thế gian thì là Chúa phải biểu lộ sức mạnh của Chúa ra chứ. Nhưng mà đằng này, người biểu lộ sức mạnh bằng cách đó đó, bằng cái hình hài của một trẻ sơ sinh và bằng thân phận của một tử tội ở trên thập giá, để cho ta thấy Thiên Chúa là ai. Thì ngày hôm nay cũng vậy, thưa anh chị em, mình rất là dễ nuôi một cái hình ảnh Thiên Chúa quyền năng theo kiểu loài người. Cho nên có những lần ta sẽ cầu nguyện rằng, lạy Chúa, cái thằng này nó dám vào nhà thờ mà nó ăn trộm. Nó ăn trộm cả bình đựng mình thánh nữa. Sao mà Chúa không bẻ cổ nó ngược ra đằng sau cho nó sợ? Và mỗi lần mình nghe kể chuyện anh nào ăn trộm tiền nhà thờ mà bị Đức Mẹ phạt tay dính vào hòm tiền là ta khoái chí lắm. Bởi vì Chúa biểu lộ quyền năng mà. Nhưng mà thưa anh chị em, không có. Chúa biểu lộ bằng tình yêu, bằng lòng thương xót, bằng sự tha thứ. Stalin ngày xưa, khi mà có người nói về Đức Giáo Hoàng, Stalin đã bảo rằng, Giáo Hoàng có gì mà sợ? Giáo Hoàng có mấy sư đoàn? Dạ thưa Giáo Hoàng, chả có sư đoàn nào cả. Giáo Hoàng chả có sư đoàn nào cả. Nhưng bao lâu trong cuộc đời này còn có những tấm lòng thiết tha với chân lý? Bao lâu trong cuộc đời này còn có những tấm lòng thiết tha với lòng mến, với tình yêu, với nhân phẩm con người? Thì bấy lâu Giáo Hoàng sẽ có không phải là mấy sư đoàn, mà là hàng ngàn, hàng vạn sư đoàn cũng có. Và chính vì thế, Nero đã gục xuống mà Phêrô vẫn tồn tại vĩnh cửu trong lịch sử con người. Cái quyền năng của Thiên Chúa là quyền năng của tình yêu. Và ở đây thì tôi phải nhớ đến mục sư Martin Luther King, con người chủ trương cái đường lối bất bạo động trong cuộc đấu tranh cho phẩm giá của những người da đen ở bên Mỹ. Khi ông ta suy niệm mầu nhiệm thánh giá, ông ta đã nói rằng chính cái lúc mà Chúa Giê-xu chịu đóng đinh ở trên thập giá mà Chúa thốt lên cái câu rằng xin Cha tha cho họ vì họ lầm không biết. Thì ông bảo rằng đấy là giây phút đẹp nhất đời người, đẹp nhất. Bởi vì nó chứng tỏ được rằng cái tình yêu mà người rao giảng nó không phải là trừu tượng, mà là một cái tình yêu hiện thân nơi chính Ngài. Và tình yêu ấy chính là cái sức mạnh lớn nhất, giây phút đẹp nhất. Và vì vậy mà Martin Luther King bước theo Đức Giê-xu trên con đường đó, để trong cái cuộc đấu tranh ông nói với những thù địch đang giương súng để bắn mình rằng đối với sức mạnh thể lý của các anh thì tôi có sức mạnh tinh thần. Và cho dầu các anh có muốn làm gì tôi chăng nữa, tôi vẫn tiếp tục yêu thương các anh. Và cuối cùng ông ấy gục chết mà trong lòng vẫn có một cái tâm tình yêu thương như vậy đấy. Thì giáo hội chúng ta được mời gọi để sống cái quyền năng Chúa bằng cách đấy nhé. Thì thưa anh chị em,
Hôm nay là cái bài cuối cùng ở trong cái phần Đức Giêsu nói về Thiên Chúa. Từ tuần sau trở đi là chúng ta bước sang cái phần thứ hai, phần lớn nữa là Đức Giêsu nói về con người, về cái huyền nhiệm con người. Hôm nay... Tuần trước thì chúng ta đã tìm hiểu với nhau về Thiên Chúa duy nhất. Và cái chân lý về Thiên Chúa là chân lý nền tảng, cho nên mình cần phải đào sâu hơn. Thì tiếp tục hôm nay là chúng ta suy nghĩ với nhau về Thiên Chúa là đấng sáng tạo. Thế trước khi mà đi vào nội dung của Kitô giáo nói về Thiên Chúa sáng tạo thế nào đó, thì tôi tưởng là ta phải xác định cái vấn đề có thể có đụng chạm giữa khoa học và giáo huấn ở trong Thánh Kinh. Là vì thế này, khi mà ta nói đến Thiên Chúa sáng tạo nên vũ trụ và con người, thì có phải là mình đụng chạm đến vấn đề nguồn gốc vũ trụ và nguồn gốc con người không? Rõ là như thế. Vậy mà đấy lại là vấn đề khoa học quan tâm. Và những năm sau này, khoa học đưa ra những khám phá mới về nguồn gốc của vũ trụ, nguồn gốc của địa cầu, nguồn gốc của con người. Vậy thì giữa cái khám phá của khoa học và giáo huấn của Thánh Kinh, nó có đụng chạm nhau không? Và mình có thể là một người Kitô hữu tuyên xưng rằng Thiên Chúa là đấng sáng tạo, mà